Hello sweetie, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Girl Secret. Video ngày hôm nay là một video mà mình sẽ so sánh hai em máy UFO và UFO 2 đến từ nhà Foreo. Những cái điểm mà mình so sánh sẽ là những điểm về giá thành nè, mặt hình thức, thiết kế, chức năng công nghệ và những cái điểm khác nhau giữa cái app khi mà các bạn sử dụng UFO và UFO 2. Và sau cái video này thì mình sẽ hy vọng rằng mình sẽ có thể giúp các bạn trả lời được hai câu hỏi chính. Đó chính là thứ nhất, nếu như mà các bạn đã có máy UFO rồi thì các bạn có nên mua thêm một cái chiếc máy UFO 2 hay không? Thứ hai đó chính là nếu như bạn chưa có một cái máy UFO thì các bạn nên mua UFO hay là mua UFO 2? Ok, nếu như mà các bạn vẫn hứng thú về cái chủ đề này thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu vào video luôn nha. Điểm đầu tiên mà mình muốn so sánh giữa hai em này đó chính là về giá cả. Thì tại cái thời điểm này á, thì máy UFO có giá là 199 €, tương đương với lại 5.572.000 đồng. Còn máy UFO 2 thì bây giờ đang có giá là 279 €, tương đương với lại 7.812.000. Và tất nhiên là các bạn chỉ có cái giá này nếu như các bạn sống ở nước ngoài thôi. Còn nếu như mà các bạn ở Việt Nam thì chắc chắn 100% là cái giá này nó sẽ cao hơn một chút. Điều này thì nó dễ hiểu thôi, là bởi vì các bạn cần phải trả cho thuế hải quan và trả tiền cho shipping, bla bla các kiểu nữa. Nói tóm gọn lại thì hai em này đang chênh lệch nhau khoảng 2.2 triệu. Đặc điểm số 2 mà mình muốn so sánh nữa đó chính là cái packaging khi mà các bạn nhận được. Thì nói chung á là bỏ qua tất cả những cái hình thức về hộp, bla bla các kiểu, thì những cái giá trị thật sự mà các bạn nhận được khi mà các bạn chi trả cho một cái chiếc máy UFO là như thế nào. Đối với lại cái chiếc máy UFO á, thì các bạn sẽ nhận được nhân vật chính là một cái chiếc máy UFO này, cộng thêm là một cái kệ để các bạn để máy nè. Tiếp theo thì các bạn sẽ nhận thêm được cái cáp sạc, một cái miếng đắp mặt nạ. Còn đối với lại các em UFO 2 thì nó hoàn toàn giống như cái UFO thôi, nhưng mà các bạn được tặng thêm một miếng sample của serum đến từ hãng Foreo. Nói chung là nó cũng không khác biệt gì lắm, chẳng qua là các bạn nhận được thêm một cái sample khi mà các bạn mua cái em UFO 2 thôi. Ok, bây giờ thì chúng mình sẽ qua đến cái phần thiết kế. Và mình nghĩ rằng nếu như các bạn là mình á, thì các bạn sẽ mong chờ được cái sự khác biệt giữa hai thiết kế từ đời cũ và đời mới của máy UFO này, đúng không? Thật ra thì cái chiếc máy UFO và UFO 2 này á, nó có cùng một bán kính, độ dày và cân nặng. Rất là ngạc nhiên đúng không mọi người? Tất cả các chi tiết ở cái mặt kim loại nè, đến cái chi tiết của cái bề mặt để mà massage, cũng giống như là cái chiếc nhẫn để mà giữ cái mặt nạ, và ngay cả cái phần cắm sạc thì hai em UFO và UFO 2 giống nhau như đúc. Mình có thể nói luôn, đó chính là hãng Foreo sử dụng chung một khuôn sản xuất máy của em UFO để mà sản xuất áp dụng qua các em UFO 2. Chúng mình mua một cái máy đắp mặt nạ là để đắp mặt nạ đúng không mọi người? Ai mà thèm quan tâm đến cái thiết kế đâu. Yeah, bây giờ thì chúng mình sẽ qua cái phần chức năng và cái công nghệ thử xem là hai em này có thật sự khác nhau hay không nha. Khi mà mình không kết nối với app thì cả hai em UFO và UFO 2 á, nó có gần như là những cái chương trình giống nhau. Có một cái là mình rất là thắc mắc, đến bây giờ mình vẫn chưa thể hiểu nổi, đó chính là lâu lâu á, thì cái chiếc máy của mình nó sẽ lên được 5 đến 6 chương trình, lâu lâu á, thì nó chỉ còn 3 cái chương trình thôi. Ý của mình đang nói ở đây đó chính là khi mà các bạn không kết nối với app á, thì trong cái máy đắp mặt nạ này á, nó đã cài sẵn một số những cái chương trình để mà các bạn chỉ cần thao tác rất là nhanh bằng cái nút nguồn này. Mình hy vọng là các bạn sẽ hiểu. Cái điểm thật sự làm nên cái sự khác biệt giữa UFO 2 và UFO đó chính là ở cái máy UFO 2 thì nó đã có thêm một cái cryotherapy. Thì cái này á, nó giống như là một cái liệu pháp kỹ thuật mà da của các bạn được tiếp xúc với một cái nhiệt độ cực kỳ lạnh trong vòng vài phút. Và chính ở cái liệu pháp này á, thì mình cũng rất là thắc mắc, là bởi vì khi mà mình đọc cái phần chi tiết của các em máy UFO 2 thì hãng có nói là cái cryotherapy này á, chỉ có trên máy UFO 2 thôi. Còn ở cái phần mà so sánh giữa máy UFO 2 và máy UFO của hãng á, thì lại nói là chiếc máy UFO nó cũng có cryotherapy. Nên là mình cảm thấy hơi bị confused một xíu. Nhưng mà nói thật ra thì khi mà mình sử dụng lên trên da mặt của mình thì mình có cảm nhận được là cái việc mà hạ nhiệt độ xuống từ nhiệt độ cao đến nhiệt độ thấp á,
nó thật sự nhanh hơn khá là nhiều so với lại cái máy UFO. Thì đây cũng chính là cái việc mà hãng đề cập đến là cryotherapy. Nên là cái điểm này nó sẽ là một điểm cộng khá là lớn cho máy UFO 2. Bởi vì khi mà các bạn gặp nhiệt độ nóng á, thì càng sớm càng tốt. Các bạn gặp nhiệt độ lạnh thì cái da của các bạn nó sẽ có một cảm giác phê hơn, với lại nó sẽ đúng được cái liệu pháp cryotherapy. Tuy nhiên thì đối với lại UFO 2 á, thì cái việc mà chuyển nhiệt độ từ nhiệt độ ấm xuống nhiệt độ lạnh á, nó cũng xuống từ từ, nhưng mà cái từ từ này á, nó được rút ngắn hơn rất là nhiều so với lại cái máy UFO. Nhưng mà phải thật lòng hơn nữa mà nói, thì khi mà mình đã review kỹ cái em UFO ở cái video trước thì mình có nói với mọi người là cái độ lạnh của cái bạn này nó không thật sự đã đối với lại làn da của mình. Thì mình đã kỳ vọng rất là nhiều đối với lại cái em máy UFO 2 là cái sự lạnh đó nó cũng sẽ khiến cho mình tê tái, nhưng mà thật sự ra thì nó vẫn chưa đạt được đến cái cảnh giới mà mình mong muốn. Có một điều đó chính là với cái máy này thì nó có thể giảm nhiệt độ xuống đến 5 độ C thì nó cũng áp phê rồi đúng không? Nhưng mà thật sự ra là để mà nó có thể giảm được xuống 5 độ C thì cái máy này nó cần một khoảng thời gian khá là dài. Và thường thì những cái liệu trình của chúng mình nó sẽ khoảng tầm 2 đến 3 phút. Thì mình cảm thấy là nó không kịp để cái máy này có thể giảm xuống 4 đến 5 độ C. Yes! Rất là tiếc. Sang cái điểm số 5 mà mình sẽ so sánh đó chính là cái sự khác biệt giữa cái việc mà các bạn sử dụng app cho hai em máy UFO và em UFO 2. Mình phải đề cập đến cái việc kết nối bằng cái Bluetooth. Đối với lại các em UFO thì khi các bạn kết nối Bluetooth thì các bạn sẽ cần phải bấm nút nguồn vài giây để máy có thể kết nối với app. Nhưng mà đối với lại UFO 2 thì các bạn chỉ cần vào app thì máy sẽ tự động kết nối với em này, nghĩa là thao tác rất là trơn tru và nó rất là tiện lợi. Ở cái điểm này thì mình đã cảm thấy là cái chiếc máy UFO 2 của mình nó đã được cải tiến. Thế nhưng mà mình phải nói luôn, đó chính là mình không biết là dòng UFO 2 hay là chỉ cái máy của mình nó gặp lỗi về kỹ thuật. Là bởi vì lần nào cũng vậy hết á, khi mà mình kết nối với lại cái máy UFO với lại cái app thì máy của mình lúc nào nó cũng sẽ bị giăng, bị ngắt kết nối sau khoảng 2 đến 3 giây. Sau đó thì mình lại phải kết nối lại. Thật ra thì cái khoảng thời gian kết nối lại thì nó cũng sẽ rất là nhanh thôi, bởi vì cái em này nó sẽ automatically kết nối với lại cái app. Nhưng mà đây cũng sẽ là một cái hạt sạc nho nhỏ cho một cái chiếc máy khá là đắt tiền. Tiếp theo đó nữa thì với lại cái em máy UFO 2 thì nó sẽ có chức năng là Find Your Device. Nghĩa là các bạn có thể tìm cái chiếc máy UFO 2 này khi mà các bạn không nhớ nó đang nằm ở đâu. Bằng cách là các bạn sẽ đi vào app và chọn cái máy UFO 2. Trong cái phần mềm của UFO 2 nó sẽ có Find Your Device thì phải. Các bạn chỉ cần bấm vào đó thì trong cái phạm vi 6m thì cái máy UFO của các bạn nó sẽ tự động kích hoạt và rung bần bật để các bạn có thể nghe và biết được em nó đang ở đâu. Mình nghĩ là cái điểm này cũng khá là thú vị dành cho những cái bạn mà hay lãng trí không biết cái sản phẩm của mình để đâu á. Thế nhưng mà đối với mình á thì mình có hai góc để đồ skincare, nên là nếu như mà không có góc này thì mình sẽ đi tìm góc khác, nên là đây không phải là một cái điểm cộng khá lớn với mình. Nhưng mình biết đây sẽ là một điểm cộng rất là lớn với lại một số những cái bạn gái khác. Cái điểm số 2 mà máy UFO 2 có mà cái máy UFO lại không có, đó chính là trong cái phần mà các bạn chọn lựa cái chương trình dành cho mặt nạ á, thì ở trong cái máy UFO 2 nó sẽ có cái custom mode. Trong cái phần này thì các bạn có thể chọn cái phần ánh sáng, xong đó là nhiệt độ, bla bla các thứ. Ở những cái mặt nạ khác thì hãng Forio đã cài đặt sẵn những cái chương trình dành riêng cho những cái mặt nạ. Thế nhưng mà ở cái custom mode này thì các bạn sẽ tự chọn những cái chương trình riêng dành cho các bạn. Thật sự mà nói, tuy rằng cái chiếc máy UFO nó không có cái custom mode trong cái lựa chọn mask, nhưng UFO nó vẫn có smart control. Nơi đây thì các bạn vẫn có thể chọn thời gian, màu sắc, nhiệt độ và cái mức độ rung của máy. Vậy nên là ở cái phần custom mode này á, mình cảm thấy là UFO 2 nó chỉ tiện hơn cái UFO thôi, chứ để nói là cái công nghệ nó cải tiến hơn thì mình nghĩ là không có. Riêng có một cái đặc điểm rất là hay cho cái máy UFO 2 mà mình cần phải công nhận, đó chính là các bạn có thể nhìn thấy được cái nhiệt độ hiện tại của máy. Bên cạnh đó là các bạn có thể cài đặt được cái mức giới hạn của nhiệt độ ấm và cái mức giới hạn của nhiệt độ ấm, mức giới hạn của cái nhiệt độ lạnh. Bởi vì khi mà mình review về cái máy UFO á, thì mình có nói rằng mình sử dụng cái toner của Kiehl's để mà thay thế cái mặt nạ. Thì có rất là nhiều bạn comment đó chính là bởi vì cái máy UFO này cái nhiệt độ của nó quá nóng,
Vậy nên là làm thế nào mình có thể sử dụng khi mà không có cái miếng giấy đắp mặt nạ được, thì đối với lại cái chiếc máy UFO 2 nó có thể khắc phục được cái tình trạng này, bởi vì các bạn có thể cài đặt được cái mức nóng nhất mà các bạn cho phép. Thế nhưng mà đối với bản thân mình thì nó không phải là một vấn đề, bởi vì cái da của mình nó tuy nó mỏng nhưng mà mình cảm thấy nó hơi khỏe và hơi trâu hay sao mọi người. Lạnh cỡ nào cũng được mà nóng cỡ nào cũng chiều luôn. Nói đúc cách lại thì máy UFO 2 nó thật sự đã đáp ứng được cái việc rút ngắn lại cái khoảng thời gian để thay đổi nhiệt độ, để mà da của chúng mình nó sẽ có sự ảnh hưởng tốt hơn. Nhưng mà thật lòng mà nói thì mình vẫn hy vọng rằng cái chế độ lạnh đó, nó sẽ lạnh hơn và nhanh hơn. Nhưng mà để mà so sánh được cái những cái điểm cốt lõi mà nó làm nên được cái sự vẻ vang của dòng UFO á, thì thật ra hai em này 1910. Nghĩa là UFO 2 không có sự vượt trội hơn so với lại UFO. Nói nôm na một cách khác thì mình cảm thấy là UFO 2 nó là một cái phiên bản tiện lợi hơn của máy UFO đời cũ. Vậy thì bây giờ mình sẽ quay lại cái câu hỏi là, đầu tiên đó chính là nếu như mà bạn đã có máy UFO rồi thì bạn có nên mua thêm máy UFO 2 hay không? Thì đây chỉ là một cái ý kiến cá nhân thôi nha. Đó chính là mình nghĩ rằng nếu như bạn đã có UFO rồi thì thật sự không cần thiết để các bạn đầu tư thêm một cái máy UFO 2. Qua câu hỏi số 2 đó chính là, khi mà bạn chưa có một cái máy nào cả thì UFO hay là UFO 2 là một sự lựa chọn tốt nhất dành cho bạn? Hai máy này nó sẽ chênh lệch nhau khoảng 2,2 triệu. Và nếu như mà bạn đã có một số tiền vài triệu để mà mua một cái chiếc máy đắp mặt nạ rồi thì mình nghĩ rằng mình sẽ vote cho cái bạn UFO 2, bởi vì mình có đề cập là nó sẽ rút ngắn được thay đổi nhiệt độ từ nhiệt độ cao đến nhiệt độ thấp. Bên cạnh đó thì cái máy này các bạn sẽ sử dụng theo 5 tháng. Vậy nên là cái khoản tiền 2 triệu mấy khi mà chia đều thì nó thật sự không phải là một khoản tiền quá lớn. Và thêm một cái nữa là bạn cảm thấy mình là một đứa có một cái làn da khá là nhạy cảm với nhiệt độ thì chắc chắn 100% máy UFO 2 sẽ là máy mà bạn sẽ nên chọn. Thế nhưng mà bạn nghĩ rằng mình mua máy UFO chỉ để đắp mặt nạ và bạn chẳng có vấn đề gì về nhiệt độ của máy, bạn cũng không khe lắm về cái việc là nhiệt độ của máy giảm nhanh hay giảm chậm, thì chắc chắn 100% máy UFO đời cũ sẽ là sự lựa chọn tốt nhất dành cho bạn. Bởi vì như mình đã nói là cái sự cốt lõi làm nên cái sự vẻ vang của cái máy UFO thì UFO nó không hề thua kém máy UFO 2. Ok, video của ngày hôm nay đã hết rồi và mình rất là hy vọng rằng video này sẽ hữu ích dành cho các bạn. Và nếu như bạn muốn biết nhiều thêm về máy UFO thì đừng quên hãy bấm vào cái đường link ở đây. Mình đã làm một cái video rất là chi tiết và soi mói từng ly từng tí về cái em UFO này rồi. Và bên cạnh đó là cái máy này mắc lắm nha mọi người. Tìm hiểu kỹ trước khi mua, xem nhiều review vào. Ok, nếu như các bạn thích mình thì đừng quên cho mình một like và một subscribe để ủng hộ mình nha. Đừng quên comment ở dưới để cho mình biết cảm nhận của bạn về video này là như thế nào. Hoặc là nếu như bạn đã sử dụng máy UFO hay là UFO 2 thì cái cảm nhận của bạn về máy là như thế nào thì cũng hãy comment cho mình biết nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye.